Xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn đang được xem chương mục giới thiệu sản phẩm của Thiên Hà Audio. Và ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến cho tất cả quý vị và các bạn một mâm đĩa than có chất lượng rất tốt đến từ nhà sản xuất của Đức, đó là Clear Audio. Với những dân chơi âm thanh analog thì nhãn hiệu Clear Audio chắc hẳn ít nhiều cũng được biết đến và không còn xa lạ. Và Clear Audio cũng thường xuyên xuất hiện tại những triển lãm âm thanh có tiếng trên thế giới. Những sản phẩm âm thanh của hãng Clear Audio thì thường có giá rất cao, có thể lên tới 20.000 đô, thậm chí lên tới cả 100.000 đô la. Vì vậy mà một chiếc mâm đĩa than mà có giá dưới 2.000 đô la quả thật là một cái điều rất là tuyệt vời, như là một món quà của hãng dành cho những người mê âm thanh từ đầu đến than. Và hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu sản phẩm đang đứng cạnh mình đây là Clear Audio Concept Silver, là một mâm đĩa than chất lượng cao nhưng có giá bán rất hợp lý. Là có giá là 33 triệu tại Thiên Hà Audio. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về sản phẩm này. Các bạn đang được quan sát mâm đĩa than chất lượng rất cao đến từ hãng Clear Audio có tên là Concept Silver. Tuy với tầm giá có thể gọi là thấp của hãng, nhưng mà sản phẩm này hoàn toàn được sản xuất tại Đức với chất lượng rất tốt. Sản phẩm này được sản xuất thủ công tại Đức để đáp ứng những đòi hỏi cao của người sưu tầm âm thanh toàn thế giới. Clear Audio Concept phối hợp công nghệ mới nhất với thiết kế cổ điển vượt thời gian, cho nên hãng lấy tên là Concept. Cái thuật ngữ plug and play hay còn gọi là cắm là chạy là một thuật ngữ hiếm được nói đến với những mâm đĩa than high-end. Nhưng với cái mâm đĩa than này, tên là Concept Silver, đó là một khẩu hiệu chính xác. Khi mua chiếc mâm quay đĩa than này về nhà, bạn chỉ cần làm hai thao tác rất đơn giản, đó là đặt thớt đĩa vào trục quay, rồi móc dây Cura vào thớt, vậy là xong. Bởi vì tất cả các cái việc hiệu chỉnh tỉ mỉ đã được hãng lo liệu và làm rất là chuẩn xác rồi. Bạn chỉ việc lắp đặt vô cùng đơn giản thôi và không cần phải tinh chỉnh gì thêm. Cái phần chassis được dùng vật liệu mới có đặc tính chống nhiễu rung, chân máy có thể chỉnh được thăng bằng, tay quay đĩa kỹ thuật cao có độ ma sát cực thấp, thất đặt đĩa dày 3cm bằng vật liệu polymer, độ đậm đặc rất cao, motor DC tách riêng, bộ truyền lực và dây Cura thì rất là cao cấp, đầu kim MM chất lượng cao, có nút xoay chọn tốc độ ở đây. Ta có thể chọn được với 3 mức tốc độ khác nhau là 33, 45 và 78. Cái này thì sẽ tùy theo cái thông số vòng quay ở trên cái đĩa than mà bạn mua thì bạn sẽ lựa chọn cho phù hợp. Hầu hết thì thường ở mức tốc độ này, đó là 33 và 1 phút. Trọng lượng của cả cái mâm đĩa than này nặng là khoảng 7,5 kg. Mâm Clear Audio Concept Silver mà các bạn đang được nhìn thấy thể hiện rất tốt các thể loại nhạc, từ nhạc rock, nhạc classic, kể cả đĩa nhạc xưa. Âm thanh thì phải gọi là vô cùng xuất sắc trong tầm giá. Và với tầm giá 33 triệu đồng, các bạn sẽ được một mâm đĩa than được sản xuất tại Đức, có chất lượng rất là tốt và đến từ một hãng rất là nổi tiếng với những sản phẩm rất là đắt đỏ. Vì vậy theo mình thì đây là một trong những sản phẩm đáng lựa chọn nhất trong tầm giá. Ngoài ra thì ngày hôm nay thì Thiên Hà Audio cũng giới thiệu cho các bác yêu âm nhạc bộ sản phẩm đĩa rất đặc sắc cũng đến từ hãng Clear Audio. Đây là bộ sản phẩm gồm một bộ đĩa than và đây là phiên bản CD. Phiên bản CD này thì sẽ chứa các bài hát ở trong bộ sản phẩm đĩa than này. Và bộ sản phẩm đĩa than này thì cụ thể gồm hai đĩa. Mỗi đĩa thì có hai mặt, mỗi mặt có 4 bài. Vì vậy là tổng cộng sẽ có 16 bài nhạc được tuyển chọn vô cùng đặc sắc và được tuyển chọn từ phiên bản master gốc. Đây là những cái siêu phẩm âm nhạc cổ điển rất là nổi tiếng, đã được hãng tuyển chọn rất là kỹ. Và sản phẩm này có giá 1.200.000 đồng. Theo mình nghĩ đây là một cái mức giá phải gọi là cực kỳ ấn tượng, khi mà với 1.200.000 bạn sẽ được sở hữu hai chiếc đĩa than bản quyền. Mỗi chiếc đĩa thì có hai mặt, mỗi mặt gồm 4 bài hát. 1.200.000 đồng cho một siêu phẩm được chọn lọc từ hãng Clear Audio, đó chính là cái hãng sản xuất mâm đĩa than chất lượng cao Concept Silver mà mình vừa giới thiệu đến cho các bác. Ngoài ra phiên bản đĩa CD này có giá cũng rất hợp lý, chỉ khoảng là 750.000 đồng. Và nó sẽ gồm 16 bài hát được chọn lọc. Đây là đĩa hãng ghi là HQCD,
tức là High Quality CD, CD chất lượng cao và được bản quyền phát hành năm 2018. Đây sẽ là một món quà cho các fan của Clear Audio cũng như những người yêu nhạc. Sản phẩm thì số lượng khá là có giới hạn. Các bác nên nhanh chân liên hệ với Thiên Hà Audio để có thể sở hữu bộ sản phẩm này để có thể trực tiếp nghe. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành nghe thử chiếc mâm đĩa than này với một cái đĩa than ở trong bộ sản phẩm ngày hôm nay. Mình đã lắp sẵn vào và bây giờ mình sẽ tiến hành nghe bằng cách là đặt tay cần sang vị trí. Mình sẽ nghe track 1, đặt, sau đó gạt tay cần xuống. I don't believe the BBC, anarchy or monarchy, or an empire built on piracy. By our history you'll find us, England green and England grey. Look out on a summer's day, to all things bright and fair and gay. To my home, my love, my England. For years our women had no say, no right to work or equal pay. God help the crippled and the gay, the fragile flowers of England. Shut the factories, shut the mines, punish those fell on hard times, while they honor them who do the crimes, the greedy men of England. England green and England grey, look out on a summer's day, to all things bright and fair and gay. To my home, my love, my Để sử dụng cái chiếc mâm đĩa than cao cấp này thì quý vị và các bạn phải có một cái gọi là Preamply Phono. Thì mình đang sử dụng cái Preamply Phono cũng của hãng Clear Audio. Đây chính là phiên bản Basic Plus mà mình đã giới thiệu trong số trước. Thì các bạn có thể tìm xem lại clip ở trên kênh YouTube của Thiên Hà Audio. Đây là một cái bộ phono có chất lượng rất là tốt, tên là Basic Plus của hãng Clear Audio, thiết kế gồm hai cục, gồm có một cục đây là cục nguồn và đây là một cục là cục khuếch đại, tiếng khuếch đại, và mình thấy chất lượng nó rất là tốt. Và đương nhiên là hãng Clear Audio mà được phối ghép cùng với nhau thì sẽ đạt được hiệu quả âm thanh rất là tốt rồi đó. Và quý vị và các bạn vừa được nghe một track ở trong cái bộ đĩa than này. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây hãng ghi là 40 năm, tức là đây là phiên bản bộ đĩa kỷ niệm 40 năm thành lập hãng. Vì hãng này đã ra mắt, đã thành lập từ năm 1978, thì đến nay 2018 thì là kỷ niệm 40 năm. Và khi các bạn dở bộ đĩa này ra thì sẽ thấy rất là đặc sắc. Đây chính là những cái dấu mốc thời gian quan trọng của hãng, mà hãng đã đạt được những cái thành tựu lớn về sản xuất các sản phẩm dành cho những người yêu âm thanh analog. Đây, các bạn có thể nhìn thấy từ năm 78, 80, 87 hãng đã có những cái sản phẩm rất là quan trọng. Và mốc năm 96 thì hãng đã sản xuất được một cái bộ có tên là Master Refrency, chất lượng rất là cao. Và sản phẩm, một trong sản phẩm đỉnh cao nhất của hãng chính là bộ Statement ra năm 2004, có thiết kế rất là nhiều tầng, rất là phức tạp. Đến đây năm 2004 thì hãng ra mắt bộ Statement này. Và đến nay đây là một trong những cái bộ mâm đĩa than đỉnh cao hay nhất trên thế giới. Đây mình giới thiệu một chút về hãng cũng như là cái bộ sản phẩm rất là ấn tượng này. Tổng kết lại thì Hải Sơn vừa giới thiệu đến cho quý vị và các bạn một mâm đĩa than chất lượng cao có tên là Clear Audio Concept Silver đến từ hãng Clear Audio của Đức. Đây là một trong cái sản phẩm dành cho những người yêu âm thanh đĩa than với chi phí có thể gọi là rất phù hợp với những người yêu âm thanh cũng như thích các thiết bị âm thanh ở Việt Nam. Và với một cái sản phẩm trị giá khoảng 33 triệu đồng tại Thiên Hà Audio, các bạn đã được sở hữu một mâm đĩa than được sản xuất tại Đức. Cảm ơn quý vị đã bớt chút thời gian để
xem chương trình giới thiệu sản phẩm của Thiên Hà Audio. Xin chào và hẹn gặp lại.